Đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khách. Và hiện tại thì tôi đang có mặt trực tiếp tại cửa hàng chi nhánh quận 7, địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, để giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho tất cả quý vị. Và trước mắt màn hình của tất cả mọi người, đó chính là bộ lư hương được chúng tôi gia công trên nền chất liệu gỗ cẩm lai tự nhiên cao cấp 100% không pha tạp. Và được thiết kế với kích thước chân đèn là 40cm và bán với mức giá là 8.300.000 đồng. Hiện tại thì bộ sản phẩm đang được bày bán trực tiếp ở tất cả các cửa hàng nội thất Sơn Đông trên toàn quốc. Quý khách hàng nào có quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline 0972 636 709 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Đồ gỗ Sơn Đông, địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và bộ lư hương mà tôi giới thiệu cho tất cả quý vị thì bao gồm 9 món. Đầu tiên chính là một lư hương được đục chạm cực kỳ là tỉ mỉ, với những hình ảnh mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt thưa tất cả quý vị. Và kế tiếp đó chính là một bát nhang. Bề mặt gỗ được chúng tôi xử lý cực kỳ láng mịn, và đặc biệt những đường vân gỗ được chúng tôi giữ nguyên bản trên bề mặt của sản phẩm. Kế tiếp chính là 2 ly nước. Tôi sẽ quay thật cận cảnh cho tất cả quý vị. Đây chính là ly nước thứ 2. Một ống đựng nhang. Một lọ hoa. Lọ hoa rất là đẹp với những đường vân gỗ cực kỳ bắt mắt và thu hút. Một đĩa trái cây. Bề mặt thì rất là rộng rãi, thỏa sức cho gia chủ bày biện những vật dụng thờ cúng. Và cuối cùng chính là 2 chân đèn có kích thước chiều cao là 40cm. Và xin nhắc lại thì bộ lư hương ngày hôm nay được chúng tôi bán với mức giá là 8.300.000 đồng. Và ý nghĩa của lư hương thì thể hiện được nét đẹp văn hóa trong quá trình thờ cúng của gia tiên. Lư hương còn thể hiện được sự thanh tịnh, thoát tục khi được bài trí trong thiền thất hay là nhà am. Hình dáng cũng giống như là ý hàm của lư hương, tính cách và biểu hiện đặc trưng của lư hương luôn tạo nên một phong cách thanh thoát riêng biệt cho gia chủ. Quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline 0972 636 709 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Ngoài ra, quý khách có thể truy cập vào trang web noithất.sondong.com. Tại đây thì chúng tôi update đầy đủ tất cả những mặt hàng nội thất cao cấp dành cho tất cả những không gian của ngôi nhà, để cho quý khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua sắm cho mình những sản phẩm hợp ưng ý nhất. Và bây giờ thì tôi xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video clip giới thiệu sản phẩm sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.